vạn vật tựa như mây khói, cõi vô thường sám hối từ bi, lòng con mãi luôn khắc ghi thành tâm hướng về Đức Phật. Cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát xin người ban phước chúng sinh, chúng con đội ơn Đức Phật nơi an bình giải thoát nhân sinh. Con chắp tay cầu xin Bồ Tát A Di Đà Phật hoàn thiện niềm tin. Cuộc sống muôn dân bao nỗi gian truân, người hãy sáng soi những kẻ lối lầm, gieo duyên lành ươm thắm mầm xanh, giải thoát về miền Tây phương Cực Lạc. Chắp tay lạy đồng kín ngôi Tam Bảo, nơi yên bình giải thoát tâm linh. Vật tựa như mây khói, cõi vô thường sám hối từ bi, lòng con mãi luôn khắc ghi thành tâm hướng về Đức Phật. Cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát xin người ban phước chúng sinh, chúng con đội ơn Đức Phật nơi an bình giải thoát nhân sinh. Con chắp tay cầu xin Bồ Tát A Di Đà Phật hoàn thiện niềm tin. Cuộc sống muôn dân bao nỗi gian truân, người hãy sáng soi những kẻ lối lầm, gieo duyên lành ươm thắm mầm xanh, giải thoát về miền Tây phương Cực Lạc. Chắp tay lạy đồng kín ngôi Tam Bảo, nơi yên bình giải thoát tâm linh. Chắp tay lạy đồng kín ngôi Tam Bảo, nơi yên bình giải thoát tâm linh. Chắp tay lạy đồng kính ngôi Tam Bảo, nơi yên bình giải thoát tâm linh.